Em xin gửi lời chào thân thương nhất tới quý cô chú và anh chị đang theo dõi kênh mua bán xe cũ của Salon ô tô Tùng Bách Thái Nguyên, có địa chỉ tại tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Dạ vâng, trong video ngày hôm nay thì em hiện lại vừa mới về được một con xe, một chiếc xe gầm cao crossover đô thị đời cực kỳ cao 2021 màu trắng. Xe thì lăn bánh có 3 vạn 1.000 km thôi, có lịch sử bảo dưỡng hãng. Hiện tại thì đang mang biển kiểm soát là 75 Huế. Tuy nhiên thì các bác không cần phải lo về vấn đề là biển xấu ở đâu. Thật ra biển ở đâu thì cũng có thể xảy ra tình trạng đâm đụng, tai nạn hoặc ngập nước như bình thường. Quan trọng là gì ạ? Quan trọng là Salon Tùng Bách đã qua rất là nhiều lần thợ kiểm tra về chiếc xe này, đưa đi check hãng chiếc xe này trước khi nhập về bán tại cửa hàng rồi. Về vấn đề chất lượng các bác hoàn toàn yên tâm. Và đương nhiên cũng như vấn đề chất lượng thì vấn đề pháp lý không có tranh chấp hay không có phạt nguội, bên em đều bao hết cho các bác, bảo hành cho các bác đến khi nào mà ra tên chính chủ các bác thì thôi. Con này thì sản xuất 2021 các bác nhá. Con này thì nó là bản 2.0 tiêu chuẩn mọi người ạ. Sử dụng nhiên liệu xăng, tuy nhiên thì Hyundai là cái dòng cũng không hề tốn xăng. Như gia đình đang sử dụng thì chiếc xe này trong đô thị nó chỉ rơi vào khoảng tầm 9,5 lít thôi mọi người ạ. Rất là tiết kiệm. Dòng xe Hyundai Kona thì cạnh tranh khá là nhiều với những cái mẫu trong cùng phân khúc. Ví dụ như là Hyundai Creta là thay thế cho cái mẫu này này. Rồi ví dụ Ford Eco Sport này, MGZS, rất là nhiều những cái mẫu xe gầm cao. Tuy nhiên phải khẳng định rằng đây là một trong những cái mẫu xe mà cái độ rộng rãi này, thiết kế đẹp và đặc biệt là thân vỏ của nó rất là dày dặn, đi xe đầm chắc và độ cách âm rất là tốt. Bây giờ thì mời các bác cùng với em Huyền đi vào chi tiết của chiếc Kona bản tiêu chuẩn máy xăng 2021 đi 3 vạn 1 nhà Tùng Bách Thái Nguyên nha. Đầu tiên thì các bác sẽ nhìn qua, khẳng định với các bác là đây là xe mộc, xe thì vừa mới về tới hôm qua là vào lúc tầm 8 giờ tối mới về đến đây. Và sáng nay thì rửa qua em lên video cho các bác luôn. Chủ xe khá là giữ gìn, phần thân xe thì như trong video các bác cũng thấy đấy, không có xước sát đâu. Cái này là khẳng định luôn, con này thì chắc là em chỉ đánh bóng thôi. Bây giờ các bác nhìn vào phần lốp xe nhá. Đây này, la răng và lốp các bác ạ. Đây là phần là la răng thì gần như không có xước sát, em đã quan sát cả 4 quả rồi. Lốp trước thì lúc nào nó cũng sẽ có cái độ hao mòn hơn lốp sau một chút xíu. Vì lốp trước là cái lốp dẫn hướng, còn lốp sau thì rất là dày và không có cái độ hao mòn. Tại vì lốp trước các bác hay phải đánh trái đánh phải này này, thì cái đường ở đây nó sẽ thường là mòn hơn một chút so với lốp sau mọi người nhá. Con này thì về cái phần đuôi xe ấy thì nó có cảm biến lùi rồi này mọi người này. Để em thử bật cái cốp lên cho các bác xem nó có rộng rãi không nhá. Đây rồi, cái cốp đây. Khoang sau của nó rất là rộng. Cái cốp để đồ này các bác tha hồ để đồ, để bao nhiêu cũng được luôn. Vì cái dòng này này nó không phải là cái bọn gầm cao hẳn. Cái bọn đấy thì thường khá là to, cái xăng nó to. Bọn này là vừa phải đi được trong đô thị. Mà nếu như các bác cần đi đường đèo, đường đồi núi, thi thoảng đi phượt, đi chơi về quê thì vẫn cứ là thoải mái luôn. Cái này nó là cái lốp dự phòng, đồ đoàn, tất cả mọi thứ là đầy đủ. Nếu như một chiếc xe giữ gìn, các bác cũng có thể nhìn vào những cái điểm này này. Chủ xe rất là giữ nên hoàn toàn nó không có xước sát gì ở cái phần nhựa này luôn. Ở đây thì chắc là để kéo ghế đúng không? Đây là cái này là để kéo ghế lên xuống vào đây đúng không? Đấy các bác ạ. Nói chung là con này rất là tiện lợi. Đây là một cái chiếc xe mà không gian sử dụng thì rộng rãi, độ tiêu hao nhiên liệu thì cũng không cao. Máy thì rất là khỏe, máy 2.0. Nói chung đi cái này mà không cẩn thận là vụt ga ngay các bác ạ. Đạp nhẹ chân ga thôi các bác nhé, tại vì máy nó khỏe quá. Bên trong thì nó là ghế nỉ, tức là nguyên bản bản tiêu chuẩn nó đã là ghế nỉ rồi. Nhưng mà cái dòng này thì được cái là cái lỉ của nó cũng khá là xịn, không phải là cái lỉ sần. Nếu như bác có điều kiện thì cũng có thể thêm vài triệu nữa để có thể lên một bộ ghế da cho nó dễ vệ sinh hơn, kèm theo đấy là nó cũng đỡ mùi hơn các bác ạ. Trang bị thêm cả thảm trải sàn nhá, đầy đủ hết luôn để em ngồi vào bên trong này các bác này. Thứ nhất là rất là rộng, cái khoảng không từ đầu cho đến phần trần cho đến khoảng trước chân này. Đây này. Khá là rộng rãi. Thật ra thì cái bọn gầm cao này thì xe nào cũng thế rồi. Chắc chắn là cái không gian sử dụng nó phải rộng rãi hơn so với cái bọn sedan. Sedan thì nó có một cái điểm lợi, đấy là nhìn cái kiểu dáng nó đẹp hơn. Nhưng mà nó lại là thực sự là đi kiểu gì thì kiểu nó cũng không bằng gầm cao được. Người ta hay bảo là nếu như mà đang từ sedan đổi sang sedan được, hoặc từ sedan đổi lên gầm cao được. Chứ mà ai đã đi gầm cao rồi thì tuyệt đối không muốn đi lại sedan đâu. Vì đi mấy con này nó cao, nó thoáng mà. Dũng hay quay vào đây để cho các bác xem mấy cái con ốc nhá. Ốc ở trên cánh cửa này này. Thứ nhất là chấm sơn ở đây là vẫn còn này. Thứ hai là các bác cũng sẽ nhìn thấy là ốc thì hoàn toàn là không có dấu hiệu là bị vặn,
tức là không bị tháo cánh cửa ra ấy, nó vẫn còn nguyên zin từ nhà sản xuất các bác nhá. Về keo chỉ thì em cũng đảm bảo cho các bác 100% là keo chỉ zin nhà sản xuất luôn mọi người ạ. Bây giờ thì vào bên trong, vào cái ghế trước này, xe mộc toàn bộ thì cũng mới rửa thôi, trên cái phần này vẫn còn khá là nhiều vết bẩn này thì phải vệ sinh kỹ, vệ sinh chi tiết thì nó mới sạch được này. Đây này, các bác nhìn thấy những cái khe này không? Nếu mà vệ sinh rồi thì nó sẽ hoàn toàn không còn bẩn như thế này nữa đâu nhá. À, bọc ở đây nữa, cái này thì cũng là một vài cái chi tiết chủ cũ họ thêm thôi để cho nó tránh xước sát khi mình lên xuống với mọi người ạ. À, mặc dù là bản tiêu chuẩn thôi nhưng mà con này nó cũng đã được tích hợp đầy đủ rồi, từ tăng giảm âm lượng, nói chung là đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Đèn là đèn auto, gạt mưa cũng là auto luôn, đây các anh nhá, auto hết luôn. 31.343 km, có thẻ nhắc lịch sử bảo dưỡng hãng này, phiếu nhắc bảo dưỡng hãng định kỳ tại Hyundai Huế đây mọi người này. Nói chung là xe thì đẹp. Từ ghế, mép ghế, da ghế hay là tất cả những điểm cần hao mòn nhiều, bị hao mòn nhiều khi mà sử dụng xe, ví dụ như là trên vô lăng này, cho đến là cửa sổ này, thì cái con này nó đều còn rất là đẹp nhá mọi người nhá. Ở đây nó trang bị cái này là chế độ giúp mình đổ đèo này các bác này. Cái này là cái gì? Cái P off này là gì biết không? Đây Tại đấy vì là bật tắt bật cái tắt đi cái đấy đúng không? cảm Bật tắt biến. cái cảm biến lùi đấy đúng không? Còn cái này là cái gì em chẳng biết nữa. Để em thử khởi động lên nha các bác nhé. Đây, điều hòa của nó là điều hòa cơ vì đây là bản tiêu chuẩn mà. Chìa khóa đây này mọi người này, đây là chìa khóa của xe nhé. Màn hình cũng là theo xe luôn các bác ạ, đây là màn hình theo xe. Mình có thể điều khiển ở đây. Nói chung là cái bọn này thì mặc dù nó là phiên bản tiêu chuẩn thôi nhưng mà nó cũng đầy đủ hết những cái option từ tích hợp vô lăng cho đến màn hình, nói chung là đủ để cho các bác dùng. Còn nếu bác nào mà thích những cái công nghệ khác hơn thì mình có thể bỏ tiền ra độ, thì cái đấy nó là nhu cầu riêng của mọi người ạ. Các bác chỉ quan sát giúp em là phần táp lô này này. Đây Dũng ở bên này đi để chị sang bên kia cho dễ, quay cho dễ. Đây nha, các bác sẽ quan sát vào giúp em những cái điểm mà quan trọng nhất khi mua xe. Thật ra là ví dụ như những cái option theo xe ấy, khi mà các bác độ vào thì khá là tốn tiền, nhưng khi bán đi thì người ta cũng không tính tiền cái độ đấy, hoặc cùng nắm đắt thêm vài triệu thôi, 5-10 triệu thôi. Nhưng mà con này thì mình sẽ để ý vào một số điểm, ví dụ như là da ghế. Thì thật ra là đời cao 2021 thì nó cũng chưa thể xuống cấp được, và đặc biệt thì xe cũng đi không nhiều, hơi bẩn một chút xíu thôi. Nhưng mà nhìn qua hình ảnh để các bác có thể xem được chất lượng, xem là em Huyền miêu tả như vậy có chính xác hay không này. Da ghế, mép ghế, lòng ghế, rồi cho đến những cái chi tiết như là táp ly, táp lô này lại hoàn toàn không có xước sát gì, rất là giữ gìn. Đây, bên trong đây, chưa có dọn rửa gì luôn, chưa có dọn rửa vệ sinh một cái gì luôn, chỉ có gọi là rửa nước nã qua thôi các bác nhá. Bây giờ thì sẽ mời các bác vào bên trong để xem cái phần nội thất của xe, phần máy của xe mọi người ạ. Xem, đây các bác nhìn xem, hiện tại là máy đang nổ nhá. Máy đang chạy đấy, máy đang chạy đây này. Máy đang chạy, xuống quay cho bác nhìn, máy đang chạy vì em vừa mới khởi động, em chưa có tắt đâu. Nhưng mà thực sự là con này máy in re luôn, chạy rất là êm luôn. Mặc dù là 2.0, chấm sơn trên các con ốc vẫn còn nguyên. Khẳng định với các bác rằng máy chưa bị ra, động cơ hộp số là nguyên bản, máy móc cũng nguyên bản luôn, răng giàn cò các thứ, nói chung là một con xe nguyên zin 100% nhà sản xuất, trừ sơn. Ví dụ như có xước sát hay như nào thì phải sơn tỉa đánh bóng. Có thể là trước khi chủ cũ người ta bán ra, người ta có xước sát, người ta đã đi sơn tỉa trước rồi. Nhưng mà em xin khẳng định rằng ngoài những cái xước sát nhỏ mình phải tỉa và đánh bóng, những con xe đã qua sử dụng không tránh được, thì tất cả là zin hết, vẫn còn nguyên, chưa có vệ sinh, khá là bụi bẩn nha các bác nhá. Đây, sau video này thì chắc chắn rằng xe sẽ được đi vệ sinh rồi, mọi người cứ yên tâm về vấn đề đấy. Thật ra là mua xe nhà Tùng Bách Thái Nguyên thì các bác luôn luôn yên tâm. Thứ nhất là xe thì bên em sẽ hoàn thiện đầy đủ để cho các bác có thể nhận xe về. Ngoài cái vấn đề pháp lý mình được đảm bảo thì cái xe nó cũng phải hoàn thiện. Vì sao dù là mua xe cũ thì cũng là các bác bỏ một cái khoản tiền lớn đối với mình ra để sở hữu một con xe mà đúng không? Đây là chiếc Hyundai Kona bản 2.0 tiêu chuẩn, sản xuất 2021, năm bánh 3.000.000 km. Với giá chào bán là nhô 500 triệu đồng một chút xíu mọi người nhá, 530 triệu đồng. Nói về Hyundai Kona thì mời các bác vào phía trong này, em cũng đang còn hai xe Kona nữa quay cho các bác luôn ạ, để cho các bác có thể lựa chọn. Ở đây thì em đang có một chiếc Kona cũng màu trắng nữa đây các bác này. Có bị tối quá không? Để bật điện lên nhá, các bác đợi em 2 giây. Lại không nghĩ là vào trong nhà quay thế là cũng không có bật điện lên trước. Nghĩa là quay ở ngoài mọi người ạ. Đấy, các bác thấy sáng hơn không?
Cái con màu trắng trước mặt các bác này cũng là Kona bản 2.0 tiêu chuẩn, nhưng nó sản xuất 2020 mọi người ạ. Lăn bánh 3.600.000 km và con này thì bán với giá là 510 triệu đồng các bác nhá. 510, 505 là em bán này. Và dưới này là một con Kona nữa cùng đời với cái con xe màu trắng vừa lấy em quay, nhưng nó là màu đỏ. Con này thì đi có 1.4 km thôi cũng 530 triệu đồng. Thật ra thì đối với xe ô tô ấy, cái độ bền của nó phải là 40-50 vạn cơ. Nên là một chiếc xe mà cùng đời mà chênh nhau khoảng tầm vài nghìn km hoặc là 1-2 vạn km thì nó không hề ảnh hưởng gì đến chất lượng của xe đâu. Xe thì nói chung là đi quá ít như vậy, nhất là lại là những km đầu tiên. Ví dụ như là một chiếc xe đi 15 vạn và 18 vạn thì mình mới phải cân đối thôi. Chứ còn một chiếc xe đi 1.5 vạn và một chiếc xe đi 3 vạn thì nó không khác gì nhau. Đều là những cái số km đầu tiên của xe, về chất lượng thì nó giống hệt nhau. Ngoài ra thì nhà em sẽ hỗ trợ trả góp nếu như bác nào cần nhá. Bác nào ở miền Bắc mà đang muốn sở hữu một chiếc xe nhưng mà ví dụ mình cần phải để tiền ra để làm ăn ấy, thì các bác cứ liên hệ cho Thanh Huyền, Tùng Bách, Thái Nguyên. Em sẽ hỗ trợ tối đa cho các bác mức vay của xe cũ là 70%. Đặc biệt lãi suất bây giờ của ngân hàng thì cũng rất là tốt, và quan trọng hơn nữa là bây giờ mình đã không phải mua cái khoản bảo hiểm rồi mọi người ạ. Cái bảo hiểm khoản vay ấy là đã bỏ được cái đấy rồi, khá là nhiều đấy mọi người ạ. Cũng phải loanh quanh hơn chục triệu đồng các bác nhá. Ngoài ra thì nếu như bác nào có nhu cầu ship xe tận nhà thì các bác chỉ cần cọc trước cho salon ô tô Tùng Bách là 20 triệu đồng. Sau đấy thì nhà em sẽ đảm bảo và cam kết giấy tờ cho các bác là xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc, động cơ, hộp số, keo chỉ là nguyên bản nhà sản xuất. Rồi ship xe đi, ship đến nơi các bác kiểm tra xe trước khi nhận. Nếu đúng như cam kết của salon thì các bác nhận xe thanh toán tiền, còn nếu sai thì salon Tùng Bách Thái Nguyên hoàn lại 100% tiền cho các bác và chịu mọi chi phí phát sinh, kể cả là chi phí vận chuyển hay là chi phí check hãng, test hãng của các bác ở địa phương các bác ở nhé. Đây, như các bác cũng thấy trong màn hình, ngoài Hyundai Kona là những chiếc xe gầm cao ra thì nhà em còn rất là nhiều những cái hãng xe khác, ví dụ như là Kia K3 này, Hyundai Elantra này, rồi Mitsubishi Outrager, Vios, Cerato, Altis, cái gì nhỉ, Xpander Cross cũng có, mà Xpander thường cũng có, Ford Eco Sport cũng có, CX-5 cũng có, 7 chỗ thì có Kia Zondo, có Toyota Rush, có rất là nhiều luôn mọi người ạ. Ngoài ra em có cả Hyundai i10, VinFast Fadin cũng có, nói chung là gần như tập hợp hết những cái mẫu xe phổ thông mà được các bác ưa chuộng nhất từ hạng A, B, C cho đến D, gầm thấp, gầm cao. Còn bán tải thì em đang có chiếc Chitong và chiếc Mazda BT50 đời 2021 luôn các bác nhá. Nếu muốn biết thêm chi tiết về hình ảnh của xe cũng như là muốn tham khảo cụ thể chiếc xe nào thì các bác nhớ gọi cho em Huyền theo số điện thoại ghi trên màn hình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai.